panas sekali cuacanya. Mau ngevlog dua anjing lucu. Marahin yang punya. Nhìn đại ca. Nhìn đại ca hay nghe đại ca? Hả? Thì có không? Hay là hot boy. Nó lại đúng không? Rồi là lại đúng không? Rồi lại này vô đây là. Có sao nó đứng lại chín không? Sợ rồi hả? Nhặt chín lại được. Nhớ rồi men nhớ rồi men hả? Cứ sửa lại cho
Chị thì nên ăn xưa bao nhiêu hả? Đẹp quá. Sama tuh namanya apa? Asal anjing apa? Mel. Satunya? Hah? Ah. Cháu có ai chân vậy? Cháu của em á. Rồi cho. Cháu đâu chân giống trụ. Anh đừng giống trụ. Lâu quá mới gặp. Nó tên là Bơm Bơm. Hai năm mới gặp em. Hả? Đi ra nước ngoài. Toàn chân. Đẹp vậy? Đang rồi hả? Cuộc đời sướng sướng làm sao ạ? Chủ nhật là đi đăng. Lúc 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 ngoài từ đâu đó nè? Đi bán con lúc cùng ai nè? Đây là lúc này. Giống này giống gì ta? Thank you.